ai cũng tưởng chị Xu nhà ta sướng nhưng mà không hề đâu nha. Áp lực quá chừng. Ba hứa ngày mai mua cho ba bộ đồng phục nhưng mà phải hoàn thành xong bài tập cơ mới mua. Thôi xong rồi, em Xu Mi bị bệnh vậy là ngày mai hổng đi học rồi. Tưởng ở nhà được nghỉ ngơi, ai ngờ ba bắt học bài đến nỗi méo cả mặt luôn rồi kìa. Trời đất ơi, mệt mỏi quá, cuối cùng cũng tới giờ được đi đón chị Hai rồi. Đi xe tốn xăng. Nhà con có tiền mà, con lấy mất tiền thì con chạy được không? Xu, anh dạy cho con học như vậy. Tốn nghe chưa? Nghe chưa? Ai hỏi có tiền không là không có tiền. Nghe chưa? Dạ. Ủa nhưng mà con có tiền nó chạy được mà. Chơi là chơi, học gì không học. Đè ngay cái tính bốc phép của ba con để học là sao vậy Xu? Mẹ này ngộ ghê. Bình thường dạy con là phải thật thà thẳng thắn đi. Con thật thà thẳng thắn cũng bị la là sao? Thôi đủ rồi, tranh thủ đi đón chị Hai. Kẹo không kịp giờ mua đồng phục cho chị Hai là chị Hai khóc ầm lên. Cha cha, trường của chị Hai rộng quá, biết chỗ nào bán đồng phục bây giờ. May quá gặp được cô chủ nhiệm hỏi cô, thế là biết chỗ mua luôn rồi nè. Hai ơi, mẹ nói nhỏ nè, mẹ thấy ai cũng cầm có một bộ đến hai bộ đồng phục đi ra, con làm gì quất tới ba bộ dữ vậy Xu? Thì mẹ cứ mua cho Xu đi, dù sao cũng chuyển sang trường mới Lê Quý Đôn thì mình mặc đồng phục mới cho nó đẹp. Với lại Xu cũng tính hết rồi, mẹ mua ba bộ cho Xu, sang năm khỏi cần mua lại. Ý sang năm lỡ lên ký mập thù lù làm sao mặc vừa. Thì đó, nhờ như vậy con mới ăn ít lại mới mặc được vui bộ đôi chứ. Nè, để Xu thử cho mẹ xem nè, mẹ thấy có đáng yêu không? Nếu đáng yêu thì bắn tim cho Xu nha.